Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc, tpforce.com. Chắc không ít lần các bạn nhìn thấy cái chữ ký của mình rồi đúng không? Và rất nhiều bạn đã hỏi mình làm cách nào để tạo ra được một cái chữ ký ở trong Photoshop. Thì đây, cái chữ ký của mình á, là mình sử dụng cái Wacom tablet, thành ra là nó rất là mượt. Tuy nhiên là nếu chúng ta không có Wacom, không có cái bảng vẽ chuyên dụng như vậy thì làm sao chúng ta tạo ra được một cái chữ ký? Thì ở đây có rất nhiều cách. Và ở đây cái cách mà mình sử dụng ngày hôm nay á, là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng một cái phông để chúng ta có thể tạo ra được một chữ ký gần giống hoặc là cũng khá là ok, khá là đẹp và khá là tây, để chúng ta có thể là chèn vô hình hoặc là vô một cái văn bản nào đó, mà văn bản điện tử chẳng hạn, vô Word. Thì đây cái mà mình sẽ dùng á, thì mình tạm thời mình sẽ bỏ cái này đi ha, mình sẽ bỏ cái này đi. Và công việc của ta, chúng ta sẽ lên lên website này. Chúng ta sẽ vào cái trang tên là daphong.com. Daphong.com, đây cái chữ này ha, daphong này đó, các bạn thấy vô đây ha. Và đây để chúng ta tìm được cái phông chữ mà nó giống như là phông chữ viết tay, phông chữ dạng chữ ký á, thì chúng ta sẽ vào cái dạng phông đó, cái style đó gọi là phông script, đây, script ha. Phông script ha, và đây chúng ta sẽ chọn là handwritten. Handwritten tức là chữ viết tay đó, handwritten. Đó, thì đây chúng ta sẽ tìm cái loại chữ nào đó các bạn cảm thấy ok nhất chẳng hạn vậy. Ở đây mình sẽ lấy cái chữ, đây không đẹp lắm, có thể là mình sẽ sang trang 2. Ấy chứ cái này ok nè. Yeah, Signerica gì gì đó. Thì đây những cái phông này đa số, hầu như tất cả là không hỗ trợ tiếng Việt đâu nha. Thành ra là chúng ta chỉ để làm chữ ký hoặc là để làm cái chữ tiếng Anh gì đó thì đó rất ok. Ở đây mình thấy cái phông mà Shopping Script này khá là ok nè. Mình sẽ tải cái này về, bấm nút download thì nó sẽ tải về thôi. Ở đây thì toàn bộ nó là free hết, thành ra là nó khá là ok. Ở trên cái trang đa phông này nè, đa số là free. Như là ở đây nó cũng cho chúng ta là donate for author, nghĩa là cũng dạng như là góp tí tiền để ủng hộ, là cảm ơn tác giả. Thì ở đây mình coi thử trong cái này coi. Đó thì đây tác giả ông ghi rõ là chúng ta, đây là bản demo version thôi chứ không phải là cái dạng như là bản final. Final nghĩa là người ta căn chỉnh để nọ hết cho chúng ta rồi. Thì những cái phông demo kiểu này thì nó sẽ hơi có một chút cái lỗi về cái căn chỉnh vị trí các kiểu, thì chúng ta có thể chỉnh lại cho Photoshop rất là đơn giản. Thì đây á, họ cũng ghi rõ ra là không bán cái phông này, không thay đổi tên của phông này và cũng không có phân phối lại cái phông này. Đó thì hy vọng tạm theo dõi kỹ cái chuyện đó ha, chúng ta sử dụng cho cái mục đích cá nhân, cho lên hình này nọ rồi thôi. Đó thì ở đây nó là cái phông demo thôi, thì các bạn có thể thấy là không có chữ tiếng Việt này, toàn bộ ở đây chúng ta không có gì cái không có. Ok rồi, đây mình sẽ tải xong rồi thì mình sẽ export này ra. Để cho dễ thì mình có để sẵn cái link download cái phông này ở ngay phía dưới phần description của cái video này, thì các bạn có thể xuống dưới phần description, phần mô tả hoặc là phần comment ha. Thì đây các bạn sẽ thấy có một số cái file, thì đây cái file mà TTF này. Cái file này thì chính là cái file để chúng ta cài ha. Thì cái cách cài phông rất là đơn giản, chúng ta bấm chuột phải chọn là install, hoặc là các bạn copy cái đó, control C copy này vào ổ C vào Windows, chọn phông. Thì đây chúng ta sẽ copy paste nó vào đây thôi. Thì ở đây mình làm đơn giản là mình sẽ bấm chuột phải và chọn install, thì đây nó sẽ install lên Shopping. Rồi sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại Photoshop. Chúng ta sẽ tạo cái file mới để cho nó chắc ăn, thì các bạn có thể restart lại Photoshop ha. Tuy nhiên đây là CC 2018 thì mình nhớ là nó cũng tự động cập nhật rồi. Thì đây chúng ta sẽ chọn cái kích thước cho nó tương đối, nó bự bự một chút xíu. Đây mình để 3000 x 3000 và chúng ta chọn create. Rồi sau khi xong rồi xong chưa? Xong rồi, đóng đi em. Ơi lag rồi. Rồi được rồi. Đây mình sẽ chọn cái type, công cụ type này, horizontal type ha. Và mình sẽ chọn cái phông hồi nãy, tên nó là cái gì nhỉ, Shopping. Em biết nó cập nhật ở đây rồi, nó cập nhật rồi, Shopping Script Demo Regulation. Thì đây mình sẽ gõ một bất kỳ một cái chữ gì đó, mình sẽ đẩy cái sao cho lớn lên một chút xíu. Ví dụ như là Dan Hammer chẳng hạn thế. Phông chữ nó đang là chữ màu trắng thì mình sẽ click vào đây, mình sẽ đổi phông chữ lại thành màu đen cho nó dễ nhìn. Danny Hoàng chẳng hạn vậy, mình sẽ ghi chữ Danny Hoàng. Đó thì chúng ta sẽ có thể là các bạn có thể ghi liền cũng được, ghi cách cũng được, thì các bạn có thể thấy ở đây là cái phông này khá là ok. Tuy nhiên để cho nó đẹp hơn ha, đầu tiên á là cái mình muốn có cái sự
cách điệu chút xíu ở trong cái phông này nó không có sẵn, thành ra là chúng ta sẽ cái cách của mình sẽ bỏ chữ hát đi, mình sẽ bỏ chữ hát đi và mình sẽ viết tay cái chữ hát này, mình sẽ viết tay và cái mình thay đổi cái vị trí chút xíu. Ở đây một số cái kích thước này, các bạn thể thấy là cái khoảng cách giữa chữ D và chữ A nó khá là xa nhau, thành là mình sẽ để con chuột ngay vào giữa này. Các bạn vào Window và chọn Character, đó rồi, Window Character, đây nó đây. Từ đây chúng ta thay đổi cái kích thước giữa hai ký tự thì mình sẽ để cái con chuột vào ngay giữa hai ký tự đó và mình sẽ giảm cái metric này. Cái này gọi là cái leading đúng không? Mình nhớ không nhầm, nó là kerning, hai chữ này nó là kerning. Mình sẽ giảm xuống đó thì là có cái khoảng cách nó gần nhau hơn thì nó sẽ tự nhiên hơn. Đó thì cái lỗi kerning kiểu như này thì ở cái phiên bản mà dạng như là phong demo thì tất nhiên người ta không có làm chăm chú cho chúng ta. Thành ra chúng ta có thể chỉnh tay. Rồi ok, ở đây thì mình sẽ kiểu như ta sẽ vẽ cái chữ H để cho nó gọi là có cái gạch ngang kiểu như này nè. Ý mình muốn là kiểu như vậy ha. Thì đây để cho nó dễ mình sẽ chọn hai layer, hai cái layer chữ này trước và mình sẽ Ctrl T và mình sẽ giữ phím Shift và mình phóng to nó ra. Ở đây mình phóng to nó ra cỡ này chẳng hạn thế. Đó, chúng ta bấm Enter thì đây chúng ta sẽ có cái kiểu như này. Rồi, ở đây một cái chức năng cực kỳ tuyệt vời mà CC 2018 nó mới cập nhật, đó là về cái Brush. Cái Brush nó sẽ cho chúng ta có thêm một cái độ smoothing. Các bạn thể thấy là đây mình đang sử dụng cái mình sẽ đây đây đây, rồi mình tạo mới này và sử dụng cái Brush màu đen ha. Đây các bạn thể thấy là có cái smoothing này á, nó sẽ cho chúng ta nó cái độ chúng ta có thể chỉnh độ mượt được. Các bạn thể thấy là chúng ta có thể chỉnh độ mượt được khá là ok. Thì đây mình sẽ giảm cái brush của mình xuống. Ở đây nếu như các bạn nào sử dụng Photoshop CC 2017 trở xuống, 2015.5 trở xuống chẳng hạn thế thì nó sẽ không có cái smoothing này, thì các bạn có thể sử dụng ngay cái phông của họ thôi. Thì chúng ta chịu chấp nhận vậy thôi. Còn đây thì mình sẽ chọn, mình đang sử dụng 2018 thành ra là mình sẽ có cái chức năng smoothing này, nó sẽ khá là hay, thành ra mình có thể biến tấu thêm được. Thì đây mình sẽ đây ví dụ mình muốn mình vừa chỉnh lại cái kích thước của brush này sao cho nó bằng nhất với lại cái này ha. Ta sẽ bấm chuột phải và chọn hardness lên 100% để cho nó sắc nét nó giống như nhau. Rồi sau khi chỉnh xong rồi mình cảm thấy ok rồi thì mình sẽ sử dụng ngược lại cái brush này, tạo cái layer mới ha, cái layer này để mình vẽ cái chữ H. Đó thì đây mình sẽ làm như sau, mình sẽ vẽ cái chữ H cho nó liền mạch một chút xíu, mình đưa nó xuống chẳng hạn vậy và đưa bên này qua. Rồi ở đây mình sẽ đưa cái chữ oang này vô. Đó thì chúng ta sẽ có một cái chữ ký kiểu như này khá là ok đúng không? Nếu như mà chúng ta sử dụng CC 2018 ta có thêm cái này khá là ok. Nếu như các bạn rành có thể sử dụng cái pen cũng được, tuy nhiên pen khá là khó xài cho người mới, thành ra là mình nghĩ là nếu được các bạn có thể up lên CC 2018, hiện tại nó cũng đã đầy đủ thuốc thang kiểu rồi, thành ra cũng sợ không sợ cái chuyện bản quyền. Còn nếu các bạn muốn bản quyền thì cứ liên hệ mình đang bán cái gói bản quyền Photoshop Adobe này, chọn bộ Adobe phần mềm ha, thì giá nó sẽ khoảng là 2,5 triệu, 2,5 triệu cho toàn bộ bản quyền, trong đó có cả Photoshop. Ok ha. Thì đây sau khi chúng ta làm xong rồi, đây cho nó dễ, thì ta có thể crop nó lại này. Mình sẽ crop cái này lại, mình sẽ crop cái này lại cho nó vừa phải thôi. Rồi, sau đó mình bỏ cái này đi và mình lưu lại với định dạng là PNG, PNG nó không có nền, để sau này các bạn có thể chèn vào file Word hay là PowerPoint kiểu như thế. Còn nếu như các bạn muốn tiện hơn, các bạn thường xuyên sử dụng Photoshop và chúng ta muốn thêm vào hình của chúng ta cho nó nhanh á, thì mình sẽ sử dụng là cái Define Brush. Ở đây mình sẽ gom hết tất cả lại, sau đó chúng ta sẽ vào Edit này. Mình sẽ bấm Ctrl Shift E để chúng ta merge hết tất cả layer lại ha. Và mình sẽ sử dụng là nền trắng và chữ đen. Sau đó chúng ta vào Edit này, chúng ta chọn là Define Brush Preset đây. Define Brush Preset để định nghĩa cái file này thì mình sẽ để nó là size chẳng hạn vậy. Đấy, sai, ok. Đó, thì chúng ta sẽ có cái brush. Thì đây, các bạn có thể mở bất kỳ một cái hình gì để các bạn có thể thêm thêm cái brush này vô. Kiểu thế, ví dụ cái hình huyền thoại này của mình chẳng hạn vậy. Đây, mình sẽ mở một cái đây, cái hình này của mình chẳng hạn vậy. Đó, thì mình sẽ thêm cái chữ vào đây. Đó, kiểu thế. Khá là ok đúng không? Đây hình như mình nãy mình có tải một vài cái hình của anh Himura thì mình sẽ chôm mình coi như là hình của mình đi. Đây thì mình sẽ mở này lên.
Đó thì mình sẽ lấy một cái màu cho nó đẹp á, ví dụ như là chúng ta muốn chỉnh màu cho nó đẹp á thì mình khuyên các bạn nếu như mà cái hình của chúng ta kiểu như này đi, mình muốn ký ở đây đi thì một có thể là trắng đen, hoặc hai để cho đẹp hơn thì chúng ta sẽ đè phím Alt+Ctrl+S này, sau đó chúng ta chọn cái màu còn lại trong hình, như kiểu đây đang nền màu vàng và lá cây màu xanh thì mình sẽ chọn cái màu xanh để mình click lên trên cái màu vàng này. À, thế thì nó sẽ có cái kiểu như này khá là đẹp ha. À, logo của anh Himura còn nguyên đấy nhá. Hình này không phải hình mình chụp đâu, mình chỉ mượn tạm để mình ký tên này thôi. Rồi, nó thì đó là cái cách để chúng ta tạo ra được một cái chữ ký đơn giản bằng phông ở trong Photoshop, cũng như là chúng ta biến tấu thêm một chút xíu để cho nó giống chữ ký hơn. Ok, bye bye các bạn, đừng quên like, comment cho mình biết là ở tutorial sau các bạn muốn mình làm về chủ đề gì nhá. Bye bye. Nhớ like và share nữa.